fish nhà em. Rất là nhiều trái, em tranh thủ thời gian sắc lắm, ở dưới đó, nó ở dưới đây nè, nó trùng 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 nè. Sớm mà bây giờ cây lên là nó xà xuống nước rồi, giữ cái là nó gãy luôn cả nhà. Còn cái cây lên là không có lá nhiều nên mà trái rất là sai, sai lắm. Cây này cũng vậy đó cả nhà. Đây là sáng sớm mà bữa nay trời ở ngoài nó âm u lắm, trời lúc nữa sẽ mưa. Em tranh thủ quay một khúc cho cả nhà coi nha. Sau khi mình đi vòng một vòng, mình ở một vòng những cái cây vườn em thì mình đi qua, tại vì lê á, bên đây lê rất là nhiều, nhiều cây là trái nó sai lắm. Và em đi qua bên mặt sau á, nhà em á, nó rất là rộng cho nên mình phải đi vòng qua bên kia. Mình quay một khúc táo, táo năm nay thì trái nó cũng nhiều nhưng mà em không biết lý do gì mà sâu á, xịt thuốc rồi nó quả cứ sâu. Mình cho em trái nha em.
xuống nó chấm cây như vậy nè, rất là nhiều. Bây giờ phải cột dây, chưa có